Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thôn Quê Sài Gòn. Hôm nay, Thôn Quê Sài Gòn xin chia sẻ đến quý ông bà, cô bác, anh chị em về phép lạ thánh thể ở Siena, nước Ý vào năm 1330. Thành phố Siena của nước Ý từ trước tới nay vẫn đã nổi tiếng vì có thánh Caterina và thánh Benedetto Albizzesca lừng danh, mà còn nổi tiếng vì còn có hai phép lạ về thánh thể Chúa Giêsu. Phép lạ thánh thể thứ nhất xảy ra vào năm 1330, rồi đúng 400 năm sau là năm 1730, phép lạ thánh thể lần thứ hai lại diễn ra. Cả hai phép lạ thánh thể tại thành phố này, hiện nay người ta còn lưu giữ cả một bộ sưu tập lớn lao để chứng minh, gồm đầy đủ các chi tiết sự việc đã xảy ra. Phép lạ thứ nhất liên quan đến một vị linh mục có nhiệm vụ săn sóc cho một bệnh nhân trong giáo xứ thuộc vùng ngoại ô thành phố. Câu chuyện được ghi lại rằng có một nông dân bị đau nặng. Người trong gia đình đến mời vị linh mục tới cho bệnh nhân được lãnh nhận các bí tích thánh, nhất là bí tích cáo giải và sức dầu. Vị linh mục mau mắn tới nhà tạm lấy mình thánh Chúa, nhưng vì vội vã, thay vì đặt mình thánh Chúa vào trong hộp bằng bạc thì vị linh mục lại kẹp vào trong trang sách nguyện. Rồi ngài cặp vội cuốn sách nguyện dưới nách đi thẳng tới nhà bệnh nhân. Khi tới nhà bệnh nhân, vị linh mục gặp gỡ bệnh nhân, giải tội cho bệnh nhân, cho bệnh nhân chịu các phép bí tích, sau đó đọc các kinh như thường lệ. Rồi ngài mở sách nguyện ra lấy mình thánh Chúa cho bệnh nhân rước lễ. Thì lạ lùng quá sức, mình thánh Chúa đã chảy máu và hầu như đã tan. Vị linh mục bồi hồi xúc động và sợ hãi, ngài vội vã gấp sách lại và trở về thành Siena. Trong khi đó, cả bệnh nhân cũng như những người trong gia đình bệnh nhân không ai hay biết sự việc lạ lùng vừa xảy ra. Hối hận vì sự cẩu thả vội vã của mình và lương tâm cắn rứt, vị linh mục đã đi thẳng tới tu viện các cha dòng thánh Augustino để trình bày mọi chi tiết cho cha Fidati, một nhà thần học và cũng là một nhà giảng thuyết nổi tiếng thời đó. Ngài đã được Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 14 phong thánh. Vị linh mục cũng cho cha Simon xem hai trang sách có dấu máu của mình thánh Chúa, rồi trao cuốn sách nguyện ấy cho cha Simon giữ. Sau đó, vị linh mục xin xưng tội vì sự cẩu thả của mình. Sau một thời gian, cha Simon lấy một trang sách có máu thánh Chúa làm quà tặng cho các đồng bạn là các cha dòng thánh Augustino ở Perugia. Rất tiếc, món quà này bị mất vào năm 1866, thời kỳ nhà dòng này bị đàn áp. Trang sách thứ hai còn để lại trong một hộp bằng bạc. Trong một thời kỳ bất an khác, hộp di thánh được đem về Cassia, quê hương của cha Simon. Nơi đây, lòng mến mộ thánh thể trỗi vượt nơi các linh mục cũng như các người cầm quyền của thành phố. Tài liệu lưu trữ của thành phố vào năm 1387 còn được lưu giữ lại tại tòa thị sảnh Cassia, cho chúng ta nhiều tài liệu về lễ mình thánh Chúa hàng năm. Trong ngày lễ, thị trưởng, các thành viên hội đồng thành phố và đông đảo dân chúng đã tập hợp lại nơi nhà thờ, kiệu và dâng thánh lễ tôn vinh thánh thể Chúa Giêsu và thánh tích. Thành phố đã cung cấp 10 cân nến dùng cho ngày lễ được tổ chức hàng năm. Phép lạ cũng được Đức Thánh Cha Bonifacio thứ 9 tôn vinh. Ngài đã chấp thuận việc tôn kính thánh tích trong sắc đề ngày 10 tháng 1 năm 1401. Đức Giáo Hoàng đã rộng rãi ban nhiều ân xá cho những ai viếng nhà thờ thánh Augustino trong ngày lễ mình thánh Chúa. Ngày 7 tháng 6 năm 1408, Đức Thánh Cha Gregorio thứ 12 đã chấp thuận lòng tôn kính thánh tích và ban thêm các ân xá cho những ai đến viếng nhà thờ đặt thánh tích này.
thánh tích cũng còn được các đức giáo hoàng Sisto thứ 9, Innocente thứ 13, Clemente thứ 11 và Pio thứ 7 tôn vinh. Năm 1962, có một cuộc khám nghiệm toàn bộ thánh tích cho chúng ta biết thêm những chi tiết sau đây. Kích thước trang sách là 52 x 44mm. Đường kính vết máu là 40mm. Màu vết máu đỏ hơi nâu. Qua kính hiển vi thì máu đỏ hơn. Các phân tử máu được xác định rõ ràng. Tình trạng vẫn nguyên vẹn. Một hiện tượng khác có trong vết máu là khi coi bằng kính hiển vi nhỏ hơn thì thấy hình một người đàn ông nét mặt âu sầu. Hình ảnh này cũng được nhìn thấy trong các ảnh chụp. Năm 1930, Hội nghị Thánh thể đã được tổ chức tại Cassia vào dịp kỷ niệm 600 năm phép lạ xảy ra. Trong biến cố này, người ta dùng một mặt nhật mới để lưu giữ thánh tích. Như vậy, cung thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Rita ở Assisi được phúc lưu giữ ba thánh tích. Thứ nhất là thi thể không hư hoại của Thánh Rita. Thứ hai là hài cốt của Thánh Simon Fidati. Thứ ba là thánh thể phép lạ năm 1330. Riêng thánh tích phép lạ đã được lưu giữ hơn 650 năm. Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, Chúa đến với chúng con dưới dạng tấm bánh bình thường. Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi. Tấm bánh hiện diện là để phục vụ cho con người. Tấm bánh quá đỗi mong manh nhỏ bé, có thể bị ẩm mốc làm hư hoại và tan rất mau sau khi được nhận lãnh. Lạy Chúa Giêsu, có cái gì tương tự giữa phận làm người và phận làm bánh của Chúa? Xin cho chúng con biết cách đến với con người hôm nay đơn sơ, khiêm hạ, không chút vinh quang hay quyền lực. Nhờ ăn tấm bánh của Chúa, chúng con cũng trở nên tấm bánh ngon, được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của nhiều người. Ước gì chúng con dám rước Chúa đi vào mọi vùng mờ tối của lòng mình, để sự hiện diện của Chúa trong con được lớn lên. Và ước gì chúng con trở thành những nhà tạm biết đi, đem Chúa đến cho đồng bào và quê hương chúng con. Amen.